cũng hơi buồn một xíu vì cái bác hỏi câu hỏi này này thì chắc chắn là bác sẽ không có bất động sản của tôi. Chỉ là khi mà nó đặt cái câu hỏi này thì mình nghĩ một là họ muốn khiêu khích mình, hai là họ không hiểu về bản chất của cái việc kiến tạo và vận hành khai thác, nó khác nhau rất là nhiều. Các cái chủ đầu tư ấy, họ có cái mục tiêu của họ là mở rộng các cái chuỗi resort của họ ra cho thật là lớn, thật là nhiều và quy mô nó hoành tráng. Đấy là mục tiêu của họ. Còn mục tiêu của mỗi cá nhân thì là sao ạ? Kiếm được dòng tiền dựa trên cái tài sản đó. Mục tiêu của các chủ đầu tư họ không trùng với các cái mục tiêu của các cá nhân đầu tư vào đó. Nói như vậy nó hoàn toàn là khập khiễng, đúng không ạ? Nếu như chủ đầu tư họ giữ lại để họ vận hành với cái dòng tiền tốt như thế thì cái quy mô của họ sẽ không mở rộng ra được. Họ cần quay vòng vốn thật là nhanh, họ đầu tư ra, họ bán, họ thu lời và họ đầu tư chỗ khác. Họ làm hết chúng ta thành cái sản phẩm cố định rồi, sản phẩm đóng gói rồi. Chúng ta vận hành khai thác sản phẩm đó ra dòng tiền và cái chúng ta nhận được là dòng tiền. Và ngay cả bây giờ Vin cũng đang vận hành các cái khu Vinpearl của họ rất là tự họ vận hành cũng rất là hiệu quả và các dịch vụ đánh giá rất tốt tại Việt Nam. Đấy là riêng một chủ đầu tư thôi, còn tất cả các chủ đầu tư đều có suy nghĩ như vậy. Các chủ đầu tư bây giờ là không khác gì một người kiến tạo. Còn các nhà đầu tư cá nhân thì là các người mà quản lý, sử dụng, khai thác, vận hành. Đó, kiếm dòng tiền. Đó là chuyện rất là bình thường. Hay rộng hơn đi, nhìn về nhà nước đi. Ngày xưa chúng ta nhìn thấy rất nhiều các doanh nghiệp nhà nước, đúng không ạ? Nhà nước đầu tư 100% vốn nhà nước. Nhưng mà dần bây giờ thì chuyển hết sang là doanh nghiệp tư nhân rồi. Tất cả các mảng, trừ cái mảng nào liên quan đến an ninh quốc phòng thì nhà nước sẽ giữ lại để đảm bảo an ninh quốc phòng. Còn lại tất cả những cái ngành nghề đa phần nhà nước bây giờ không còn quốc hữu hóa nữa mà chuyển sang tư nhân làm, đúng không ạ? Nhà nước bây giờ đóng vai trò là kiến tạo, định hướng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân làm, chứ đâu có phải là họ đi quản lý vận hành hết đâu. Sức đâu mà làm được hết. Giảm bớt cái sự năng lực phát triển đi. Đó, câu trả lời chỉ có vậy thôi.